Cái gì bà khóc? Cái gì mà bà khóc? Cũng tại ông hết á. Tại tôi sao? Ai biểu ông bày ra cái chuyện đãi đàn chè rượu cho quá độ cho nên mới ra nông nổi như vậy đó. Bây giờ nó cơ sự nó xảy ra như vậy, tác tệ như vậy rồi mới biết mình làm sao để tội nghiệp cho cô gái của tôi. Đó, cái chuyện là như vậy đó. Chị làm sao rồi làm? Vợ chồng tôi á, cất công xuống đây à, để gặp chị cũng vì chuyện đó đó. Trời ơi, con làm chi mà cho khổ vậy con? Bây giờ quan lớn thân hành tới đây rồi nè. Mẹ quá con coi rồi mới biết làm sao đây hả con? Thôi thì tôi quỳ xuống đây thì chịu tội với quan lớn. Chị đừng làm như vậy. Người ta nói là tôi không nể tình bạn cũ. Thôi, chuyện cũng dĩ lỡ rồi. Hèn, dầu sao gián cũng đóng thuyền rồi. Chị làm sao coi cho được chị làm. Dạ. Ba. Dạ. Về. Dạ. Dạ. Dạ quan phủ về. Bà phủ về. Dạ thưa chị. Thôi thì chuyện nó cũng đã dĩ lỡ rồi chị à. Dạ. Chị ráng thu xếp làm sao cho tụi nhỏ nó đám cưới gấp gấp nghe chị. Dạ. Xong chưa? Rồi. Về thì về. Dạ. Nói cái gì nữa? Tôi về nghe chị. Dạ. Xui. Trời ơi. Mày thấy việc của mày làm chưa thằng con bất hiếu? Mày gây ra cái chuyện chi mà cho khổ vậy nè con ơi. Mẹ. Hư hồn mẹ của ơi. Cha mày đời chín xuôi. Mẹ ơi con hư đốn quá. Chuyện vừa qua con bàng hoàng như cơn ác mộng. Mẹ ơi. Con ơi đành rằng giữa cuộc sống bốn ba có lắm khi cũng không che mờ được lý trí. Con người vốn sanh ra với bao nhiêu điều hẳn. Mẹ nuôi con còn sợ con thiếu từng giọt sữa miếng cơm. Rồi lớn lên cuộc sống bon chen không tránh được sai lầm. Biết bao năm dấu vấn chỉ cần có giải một lần thì cầm mặt như bỏ hết dù chết được liền mà cũng chẳng từ mẹ. Cha con giữ đạo thanh bằng cho tới chết. Của cái ở nhà thì chỉ còn một chút kiết tâm. Đến cửa nhà giàu mà con không giữ được tâm thân để giảm dây mực ô dục mang hẳn ra. Mẹ ơi, con chưa từng uống rượu cho nên mới xảy ra nông nổi. Giờ con có hối hận thì cũng chậm mất rồi, muộn mất rồi mẹ. Phải chi người ta cầm đầu mày, người ta bắt mày làm tình làm tội. Con dễ xử cho má. Đằng này người ta không làm như vậy. Người ta giữ tình bằng hữu với cha con ngày trước để... để bao che tội lỗi cho mày. Còn hứa hẹn đỡ nâng đưa mày vào dòng vinh hiển. Đành rằng người ta có lòng nhân hậu với con cái với bạn bè xưa. Nhưng biết đâu họ muốn dùng mày làm bình phong để che đi tiếng xấu. Con ơi mẹ chỉ sợ người ta nói mình chê cười mình là người tham sang. Bây giờ con đã bồi hồi
má coi như lời thề tối thượng. Dù cho biển chàng non mông, dẫu con tù tội mẹ cũng đành thôi con. Mẹ, con ơi, cảm ơn mẹ. Bây giờ mẹ chết được, có lẽ còn hay hơn con à. Mẹ, chân tình thành khẩn của mẹ làm cho con thấy nhẹ nhõm lương tâm, và xấu hổ cũng vơi đi đôi chút. Mẹ à, chắc con phải đến phủ đường để phân biện thiệt hơn, và bằng lòng thọ phạt nếu mà quan trên có thay lòng đổi dạ. Mẹ, con ơi, mình nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng để nghèo nhân nghĩa nha con. Dạ, nhưng mà có một điều xin mẹ giữ cho, là mẹ đừng cứ tiết lộ chuyện này cho gia đình bác Tú biết. Tuy mơ màng con chưa có hiểu rõ là mình có phạm tội hay không, nhưng mà con cảm thấy xấu hổ với Lan, lòng phập phồng lo sợ, lo cho Lan phải đau khổ đó mẹ. Bình sanh mẹ không thích chối gạt ai hết á, gặp được bác Tú á con nói sao á thì nói. Dạ. Chứ má thì tôi biết hết rồi. Dạ thưa anh, anh mới qua. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ thưa bác, mới qua. Anh ơi, chuyện này theo tôi nghĩ tôi khó xử quá anh ơi. Chỉ có một cách giải quyết cho ổn thỏa là... Là sao anh? Làm theo ý ông bà Phủ. Đâu có được, đâu có được anh. Dạ, dạ ông, thưa dạ bác, tôi đâu... Sao mà bác biết được? Còn Lan, hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ lúc ông bà Phủ nói chuyện, nó đứng ngoài hè nó nghe hết, nó mới chạy về nhà, vừa chạy vừa nói, mà khóc, nó khóc thật nhiều, chứ có nói được gì đâu. Tôi có vô dặn hỏi do đâu, nó nức nở nghẹn ngào qua. Như xét đánh bên tai, cháu rất rất tủi hổ, rất khổ sở trong lòng. Không hiểu cơ gì mà cháu lại gây điều tác tệ, làm xót xa lòng mẹ, làm cho đau khổ bạn chung tình. Tôi muốn chết cho khỏi gai mắt chướng tay, chỉ có một thằng con trai mà nó bội nghĩa vong tình. Chuyện gì lỡ rồi mình tìm phương giải quyết, giải quyết sao cho em đẹp, để khỏi ai phải bằng trong lòng. Bận lòng thì không ai tránh khỏi, nhưng bây giờ anh liệu sao giùm tôi đi, chứ tôi bây giờ tôi rối quá anh ơi. Tôi đã nói là chỉ có một con đường phải chọn. Không được đâu anh, còn con Lan, còn lời giáo ước cũ anh ơi. Con Lan chắc nó buồn nhiều lắm, rồi chắc nó sẽ cũng nguôi ngoai. Bác cho con gặp Lan để con nói. Còn lời giáo ước cũ thì... Lời giáo ước cũ không thể nào thay đổi được đâu anh. Ông già tôi ở dưới suối vàng, một lời hứa nói ra là như đinh đóng cột mà anh. Nay ông mất đi rồi thì cũng vậy. Còn con Lan nó hiền lành, nó ngoan ngoãn, tôi nỡ lòng nào mà nhìn nó khổ hả anh? Chỉ có lời hứa thôi mà lỡ dở ra tôi còn buồn như vậy.
huống chi hoàn cảnh của gia con ông Phủ Trần còn khổ sở tới mức nào nữa chị. Chị. Dạ. Chị cho phép tôi thắp ba cây nhang để thưa với anh Cử một đôi lời nghe chị. Dạ. Mời anh. Cảm ơn cháu. Anh Cử, xưa nay người ta nói vật đổi sao dời, nhưng tôi tin là tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ dời đổi. Thắp ba nén nhang tôi thành tâm xin anh thứ lời, vì tôi xin rút lại lời giao ước từ lâu đã ràng buộc hai nhà. Anh biết tánh tôi mà, xưa nay tôi chưa hề nói hai lời, không chi giờ đây anh đã khúc núi, còn chỉ phải táo tần trong cái cảnh mẹ con. Anh biết lòng giả tôi biết chẳng đổi dời, còn chỉ cử đây trước sau dần dày. Nay có chuyện biến dấu biến đổi, anh có linh thiêng tôi xin anh đừng giận đừng buồn. Dạ thưa bác, mọi việc đều do con mà ra cả. Giờ con có hối thì cũng không biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải nữa. Anh Tú, anh đã dứt quyết nghĩ bỏ lời giáo ước. Cũng tại tôi xin con tôi ra mà tôi không biết dạy con tôi. Là, tôi thề có trời đất chứng nhận, tôi không muốn phiền chị. Còn cháu Điệp bắt không phiền chắc cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan không có duyên nợ cùng nhau, cho nên mới xảy ra điều tai. Nay chuyện là lỡ ra rồi, người ta giàu á, người ta có cái quyền thế, cái chuyện này nó không có dễ gì đâu. Con Lan nó vô phước chẳng đặng làm dâu, thì thôi để nó làm con gái trong gia đình. Trời ơi, nhà cạnh nhau khi tối lửa tắt đèn, tôi kêu nó tới lui thăm. Con kiến quỷ hôn là do tôi quyết định, chắc ở suối vàng ngăn không phiền cách thì đâu. Cháu Điệp, yeah. Chuyện mình gây ra dù cố ý hay vô tình không có quyền lẫn trốn trách nhiệm. Cháu phải nhận lời cưới của ông Phủ mới phải đạo làm người. Yeah, nhưng còn Lan, bác ơi, làm ơn cho con gặp Lan để con nói rõ lòng con cho Lan hiểu. Bác ơi, hồi nãy nó có theo bác qua đây nhưng nó không có vô, đứng khóc ngày hè cho cháu. À Điệp, bác cũng không hẹp lượng gì. Yeah, cho hai đứa gặp nhau lần cuối. Yeah, con chào chị, tôi về. Anh Thu à. Mày thấy sự tai hại của việc làm mày chưa? Hả thằng con bất hiếu. Mẹ. Trời ơi. Ve sầu gọi hè trên nhánh me cây, gió thu chưa tới nhưng lá rơi đầy, và rồi ai đã đi xa
để tình đôi ngã đôi nơi pháo hồng rên.